Không biết các bạn nào ở đây thích ăn mấy món rang muối không? Nó mặn mặn, giòn giòn và thơm lắm. Làm sẵn trong nhà, khi cần có ăn cũng tiện. Sùng sụng rang muối chắc đã quen thuộc rồi. Nay mình làm thử đuôi heo. Đuôi heo giờ cũng dễ mua. Nếu mà lo về nguồn gốc thì ở Miss Master là vừa tươi mà vừa sạch nè. Phần thịt nó hồng hào, nhìn ngon lắm nha. Mình thấy đang có cuộc thi Miss and Master Your Way nên cũng làm một món đi tham gia. Kiểu mình sẽ nấu một món ăn ngon theo cách riêng từ thịt mát của Miss Master nè. Cứ mỗi một người chơi tham gia thì sẽ có một khay thịt gửi đến các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn á, cực kỳ ý nghĩa luôn. Đuôi heo thì mình sẽ luộc sơ và ướp với một xíu hạt nêm, muối, bột ngọt nè. Còn làm bột rang muối thì dễ lắm. Mình lấy gạo nếp, gạo tẻ, đậu xanh tách vỏ, muối tôm với một ít tiêu nè. Để giòn ngon hơn thì mình cho vô thêm hai gói snack tôm cay nữa. Gạo nếp, gạo tẻ, đậu xanh thì mình sẽ rửa sạch rồi bắt lên bếp rang cho vàng. Tiêu thì cũng rang thơm luôn. Rồi mình cho tất cả vào máy xay nhuyễn thôi. Muối này thì mình để lâu cũng được nữa. Nó giòn thơm như cơm á, mà cũng có nhiều cách làm. Mọi người tham khảo thử với cách này nha. Mình lấy khoảng 5 cây sả, đập cho tơi ra rồi tẩm với bột mì đa dụng để chiên cho giòn hơn. Cho thêm vài lá chanh với lát gừng cho dầu thơm. Đuôi heo muốn phồng giòn thì mình có thể xăm bì, thoa muối giấm rồi sấy khô, giống như làm heo quay á. Trước khi chiên thì mình cũng xóc với bột mì luôn. Rồi mình chiên hai lần cho vàng giòn nè. Xong thì cho bột rang muối vào, trộn đều lên là xong. Món này mình thấy chấm với tương ớt thôi là ngon rồi. Cùng mình vào bếp làm một món gì đó gửi đến cuộc thi ý nghĩa của Miss Master nha. Cơ cấu giải thưởng thì hấp dẫn lắm. Thông tin thêm về cuộc thi thì ở đây nè.